Chợ Bất Động Sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Xây dựng và Bất Động Sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng rất lớn, nên hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT được coi là một giải pháp quan trọng. Các dự án BT đã giúp thay đổi bộ mặt hạ tầng của nhiều địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án BT nhà nước không đầu tư hạ tầng mà giao cho doanh nghiệp tham gia, đổi lại là địa phương trả cho nhà đầu tư bằng một quỹ đất sạch. Tuy nhiên, chính ở các dự án đổi đất lấy hạ tầng hiện tại đang tồn tại nhiều lỗ hổng pháp lý, khiến hình thức đầu tư BT dễ bị biến tướng vì lợi ích nhóm, vì những khoản sinh lời vô cùng lớn từ những mảnh đất vàng. Hơn nữa, cũng chưa có quy định rõ ràng về việc xác định giá đất đem đổi trong dự án BT là một trong những nguyên nhân khiến giá đất bị định giá thấp hơn giá thị trường. Vậy làm thế nào để tránh được tình trạng này và để hình thức đầu tư BT thực sự mang lại hiệu quả? Chúng tôi sẽ đề cập tới trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Kính mời quý vị theo dõi. Hợp đồng xây dựng chuyển giao, gọi tắt là hợp đồng BT, là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt Nam. Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT. Theo thống kê, hiện chưa có một báo cáo đầy đủ nào về toàn cảnh các dự án BT tại Việt Nam. BT không phải là hình thức mới mà ngay từ những năm đầu của thập niên 90, Việt Nam đã sử dụng phương thức này để thu hút nguồn lực đầu tư từ nước ngoài nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc thực hiện hợp đồng xây dựng chuyển giao này đã xảy ra nhiều vấn đề bất cập khi những cuộc thương lượng thiếu đi sự công bằng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về các dự án BT đến tháng 6 năm 2017 cho thấy, với 16 dự án đã và đang triển khai từ năm 2015 trở về trước, tổng mức đầu tư đã lên tới 28.874 tỷ đồng. Cuối năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã thông qua kết quả kiểm toán tại 15 dự án BT. Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện các dự án theo hình thức BT-BOT trên địa bàn Hà Nội cũng đã để xảy ra nhiều khuyết điểm sai phạm. Đặc biệt là một số nội dung đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán của một số dự án BT đã được thẩm định, phê duyệt chưa chính xác, chưa đúng chế độ quy định, làm sai tăng tổng vốn đầu tư dự án, ảnh hưởng đến việc tính toán, sắp xếp các phương án giao đất đối ứng để xác định tiền sử dụng đất. Ngoài ra, rất nhiều dự án BT còn bị biến tướng như nhà đầu tư tự ý liên doanh đầu tư để phân chia đất tại dự án đối ứng khi chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, sử dụng các khoản tiền vay không được dùng vào mục đích đầu tư dự án BT. Theo báo cáo kiểm toán nhà nước liên quan đến các dự án BT trình bày trước Quốc hội chiều ngày 21 tháng 5 năm 2018, nhiều dự án trong năm 2017 thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT đã có một số sai sót. Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 4.500 tỷ đồng. Trong đó có một dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên tới 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán. Với khả năng sinh lời vô cùng lớn từ việc sở hữu những mảnh đất đắc địa, nên các dự án BT đang bị biến tướng thành cuộc giao thương ngầm, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Nguyên nhân chính là do hầu hết các dự án BT đều được thực hiện bằng phương thức chỉ định. Tại hội nghị Hà Nội 2018 hợp tác đầu tư và phát triển mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho 5 dự án công trình giao thông để giảm ùn tắc giao thông thực hiện theo hình thức BT, đó là các dự án theo lý giải của Ủy ban nhân dân, lý do lựa chọn đầu tư công tư, thành phố chọn khâu đột phá đầu tư vào kết cấu hạ tầng, khả năng ngân sách không thỏa mãn, nên việc đầu tư hình thức BT là cần thiết để huy động tư nhân đầu tư cho kết cấu hạ tầng.
những dự án chỉ định thầu Hà Nội làm theo đúng quy định, quy trình kiểm tra, kiểm toán chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch. Chúng ta đã gặp phải những cái bất cập và những cái khó khăn. Vì thế, cho nên thông qua cái con đường nhà đầu tư quản lý chặt chẽ bằng các cái thủ tục hành chính và bằng các cái quy định của pháp luật để mà siết nó lại, làm cho nó đúng với các cái quy định của pháp luật, vẫn ra được một cái đồng tiền để mà đi đến phục vụ cho cái con đường là cái hạ tầng xã hội, là cái con đường thông qua con đường giao như hiện nay. Đấy là cái con đường mà chúng tôi thấy rằng nó đảm bảo được các cái yếu tố quy định của pháp luật và đảm bảo được tiết kiệm cho ngân sách, đỡ chi phí cho các cái hoạt động chi phí quản lý khác. Tuy nhiên, bản chất của dự án BT đầu tư bằng hình thức chỉ định thầu, không qua đấu giá. Bên cạnh đó, quy định về thời điểm giao đất để thanh toán dự án BT và thời điểm giao dự án BT còn bất cập, không rõ ràng, dẫn đến việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất không đảm bảo nguyên tắc ngang giá. Pháp luật đất đai của Việt Nam hiện nay là chúng ta có những cái quy định rất yếu ớt về mặt giá trị đất đai. Nói cách khác, từ cái cách thức định giá cho tới gọi là cái giá trị đó thì được chuyển ra thị trường như thế nào. Bởi vì bình thường nó là cái giá trị ẩn ở trong đất, nhưng nếu biết cách làm thì nó sẽ trở thành tiền. Ví dụ như là việc mà chúng ta đưa đất công hiện nay là chưa cho thuê ra thị trường. Đất sẽ được định giá khi chưa có quy hoạch tổng thể, nên giá đất tại thời điểm nhà nước bàn giao cho doanh nghiệp thường rẻ hơn giá thị trường rất nhiều lần. Thực tế này cũng đã phát sinh ở một số dự án, đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, nối trục phát triển Bắc Hà Đông. Khu đất này trước kia là đất nông nghiệp. Thời điểm bàn giao đất, nhà nước tính giá là 8,5 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng sau khi con đường được xây dựng, giá đất đã tăng gấp 5 lần. Chúng ta thường trong các cái dự án BT cũng như các cái dự án mà quy định về nhà nước thu hồi đất đai thì nhà nước áp dụng cái khung giá đất đai mà do nhà nước ban hành. Các cái khung giá này thông thường là đặc biệt ở các cái vùng đô thị thì thấp hơn rất nhiều với giá thị trường. Trong khi đó thì quy định của luật đất đai là có cái cơ chế đấu giá cái quyền sử dụng đất. Nhưng mà đối với các dự án BT thì gần như chúng ta không thực hiện cái cơ chế đấy. Chính vì vậy cho nên nhà nước áp dụng khung và chỉ định một nhà đầu tư, và vì thế cho nên là giá nó thấp hơn thị trường, tức là không có một sự cạnh tranh giữa các cái nhà đầu tư trong quá trình đấu giá cái quyền sử dụng đất đấy. Trên thực tế, các hình thức như PPP và BT được áp dụng đã làm thay đổi bộ mặt về cơ sở hạ tầng và kêu gọi được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới, ngay cả tại các nước ASEAN như Malaysia, Thái Lan. Nhưng khi được phát triển tại Việt Nam lại có nhiều hạn chế. Đặc biệt trong quá trình triển khai, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã chỉ ra hàng loạt khuyết điểm, hạn chế, khiến cho việc đầu tư triển khai dự án BT tại Việt Nam chưa thành công. Trong quá trình triển khai một số dự án lớn về giao thông công cộng tại Việt Nam, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn về vấn đề giải phóng mặt bằng, mất nhiều thời gian, sự phối hợp các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, mỗi bên lại có một quy trình khác nhau, đặc biệt là về thủ tục hành chính vẫn còn nhiều phức tạp, quy định của luật thì chưa cụ thể, rõ ràng và minh bạch. Thực tế, việc thiếu một khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, sự lỏng lẻo trong quản lý, giám sát làm cho các dự án đổi đất lấy hạ tầng trở nên thiếu minh bạch, gây ra nhiều hệ lụy. Trong khi đó, quỹ đất đối ứng trả cho doanh nghiệp thường lớn hơn thực tế, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Đã đến lúc cần có hành lang pháp lý chặt chẽ để ngăn biến tướng lợi ích nhóm ở các dự án BT. Để khắc phục những tồn tại hạn chế của các dự án BT, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63 năm 2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 vừa qua. Những quy định về các dự án xây dựng chuyển giao BT mà tại đó hình thức đổi đất lấy hạ tầng được xem là phổ biến, được kiểm soát chặt chẽ hơn. Điều này được rất nhiều các chuyên gia và doanh nghiệp đồng tình và hiểu đơn giản thì đây chính là những quy định mới để định giá đất sát với giá của thị trường. Tuy nhiên, những quy định này mới chỉ dừng lại ở cấp nghị định nên vẫn chưa có thể khỏa lấp được những lỗ hổng hiện tại của hình thức đầu tư BT. Trước những bất cập của các dự án trong xây dựng chuyển giao BT, tại Nghị định 63 năm 2018 đã dành hẳn một chương về quy trình thực hiện chặt chẽ hơn, như yêu cầu phải có thiết kế và dự toán của dự án rồi mới được chọn nhà đầu tư. Như vậy, nếu dự án có dùng quỹ đất làm phần vốn góp của nhà nước, thì phần đất đó sẽ phải được quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1 trên 2.000 hoặc 1 trên 500 tùy vị trí rồi mới được chọn nhà đầu tư. Điều kiện để mà xác định giá đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư BT
trong cái hợp đồng BT là phải yêu cầu là cái khu đất đó đã phải được quy hoạch 1/2000, như vậy là nó đã có cái thiết kế về hạ tầng, các cái quy mô, các cái công trình vân vân, và như vậy là khi mà tính cái giá đất mà đã có cái thiết kế, cái quy hoạch 1/2000 ấy, thì cái giá của cái lô đất đã được tính theo rất là gần với giá thị trường. Như vậy, quy định mới sẽ hạn chế được bất cập về giá đất trong các dự án BT. Quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500 sẽ làm rõ diện tích nào để sử dụng xây dựng hạ tầng, diện tích nào để làm nhà, từ đó xác định chi tiết giá đất của từng loại sát với giá trị của thị trường hơn, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước và hạn chế rủi ro cho dân vùng quy hoạch dự án. Tuy nhiên, nghị định không nêu rõ cụ thể thời điểm định giá đất là khi đấu thầu, chỉ định thầu tại thời điểm giao thầu, trúng thầu hay thời điểm bàn giao đất. Hoàn thành đầu tư thường có thời gian tương đối xa nhau. Trong cái nghị định thì cũng không nói rõ rằng thời điểm để định giá đất BT là thời điểm nào. Thì vì là cái thời điểm mặc dù là đối trừ là tuyệt đối, tuy nhiên là thời điểm thì tạo ra cái sự chênh lệch giá trị rất là cao. Nhà nước luôn luôn bị thiệt. Nhà nước thiệt thứ nhất đó là các cái thiết kế của xây dựng dự án cơ sở hạ tầng ấy, thường là nó không phù hợp nhiều đối với điều kiện, với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các cái giá thì nó cao lên, trong khi thì cái quyền sử dụng đất là cái mà nhà nước có để bán cho nhà đầu tư thì thường là được đánh giá thấp hơn so với giá trị thị trường. Việc còn nhiều lỗ hổng trong các quy định của pháp luật dẫn đến tình trạng các dự án BT trên thực tế đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý cần phải khắc phục, bổ sung để dự án BT xây dựng chuyển giao này không trở thành mảnh đất để dễ bị nhà đầu tư lợi dụng trục lợi và gây thất thoát lãng phí nguồn lực đất đai của nhà nước. BT hay BOT là những hình thức đầu tư phù hợp theo cơ chế thị trường và ngày càng mở rộng, góp phần nhất định trong việc huy động vốn xã hội và tạo động lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế chung. Tuy nhiên, thực tế đòi hỏi cần phải có sự nhận diện đầy đủ, tác động hai mặt của hình thức đầu tư này và sự triển khai đồng bộ cũng như các chính sách quản lý đúng đắn, sự phối hợp chặt chẽ rất cần thiết từ các bên liên quan nhằm bịt chặt kẽ hở và tăng hiệu quả hoạt động quản lý của nhà nước. Một trong những cái điểm rất quan trọng mà cần phải sửa đổi trong lần sửa đổi luật đất đai lần này, để chúng ta có được một cái cách thức không làm mất giá trị đất đai, mà những cái đất đó là đang thuộc quyền thẩm quyền quyết định của nhà nước, thì và cái đó nó phải đi vào ngân sách nhà nước, nhất là trong tình trạng hiện nay là ngân sách là đang thiếu nguồn thu. Đất đai là phải đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, chứ không chúng ta không sử dụng là phương pháp là áp cái đơn giá của nhà nước đấy nữa. Đấy là thứ nhất. Thứ hai ấy, là cái đấu giá quyền sử dụng đất là phải đấu giá đất mà đất sau cái sau quy hoạch, chứ không phải đất trước quy hoạch. Đất trước quy hoạch thông thường đối với các dự án BT mà chúng ta nhìn thấy đó là những cái đất, ví dụ như đất nông nghiệp, đơn giá mà nhà nước áp dụng rất là thấp, nhưng sau đó là thông qua quy hoạch thì nó biến chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang các cái loại hình khác, có thể là đất công nghiệp và đặc biệt là đất đô thị, đất nhà ở, thì cái giá nó tăng lên rất nhiều. Như vậy đấu giá là phải dựa trên đấu giá là đất sau quy hoạch. Cái quan điểm của tôi thì cái tốt nhất để mà hiệu quả nhất thì không nên đầu tư theo hình thức BT, mà các địa phương nên tạo cái quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá độc lập với cả các cái hợp đồng đầu tư hạ tầng. Việc này thì nó đưa đến cái việc là một cái hợp đồng giao dịch nó chỉ có một khoản lợi nhuận cố định chứ không thể tính được hai khoản lợi nhuận. Đối với cả hoạt động BT ấy, thì cần phải điều chỉnh lại toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến sự phối kết hợp giữa các cơ quan chuyên môn ở trong tỉnh, cấp tỉnh và thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn. Hiện nay bây giờ BT không quy định cụ thể về quy chế ghi thu ghi chi. Và chính điều đó đã đang làm bế tắc cho các đơn vị thực hiện đầu tư. Bởi vì khi nào thì ghi thu tiền sử dụng đất và khi nào thì ghi chi đối với cả dự án BT. Mà cái quy chế đấy nó phải được cụ thể hóa, nó phải có sơ đồ, nó phải có khung rõ ràng và nó phải phân định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị. Đặc biệt các đơn vị chuyên môn ở cấp tỉnh. Hiện nay bây giờ các đơn vị có thể làm xong rồi, nhưng mà bảo để thực hiện quyết toán công trình BT thì thử hỏi được mấy đơn vị. Tại nhiều địa phương, nhu cầu xây dựng hạ tầng vẫn rất lớn. Tuy nhiên, nếu các dự án đổi đất lấy hạ tầng vẫn nở rộ theo cách làm cũ, nguy cơ thất thoát tham nhũng là rất lớn. Trong khi nguồn tài nguyên đất đai, nhất là những mảnh đất vàng ngày càng hạn hẹp,
Bởi vậy, trong chuyên đề tuần này, chúng tôi mới chỉ đề cập đến một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình định giá đất của các dự án BT và những giải pháp để khắc phục tình trạng chỉ định thầu hay là lựa chọn nhà đầu tư để các dự án BT phát huy được hiệu quả là nội dung chúng tôi sẽ phân tích ở chuyên đề sau, phát sóng 19h45 ngày 4 tháng 8. Kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!